Lulu ơi, tới giờ cơm rồi nè, mau ra ăn đi. Em hôm nay giống mấy anh là chó Lulu ha. Tại vì tên anh là Lulu mà. Em còn mệt không? Không, không có mệt. Anh đói bụng chưa? Bụng quá à. Mình ăn cơm đi ha. Hôm nay em mua gì vậy? Ngon quá à. Wow, thơm quá. Wow, ngon quá à. Thơm quá. Ủa, ai vậy cả? Bà chủ nhà. Hơn 2 tháng tiền nhà của tao rồi. Tụi mày có trả không? Tụi mày có trả không? Không tao cho ra ngoài đường luôn. Tao quăng hết đồ ra ngoài đường. Bà chủ nhà về rồi. Yeah. Ăn cơm đi. Nè, em ăn đi. Wow, ngon quá. À, nhịp. Đây là tiền lương tháng này của em. Anh cầm lấy để đi lo công việc nha. Còn tiền nhà thì cứ để từ từ em lo cũng được. Một mình em đi làm, lo cho anh, rồi còn phải lo đủ thứ nữa. Anh thấy mình tài quá. Không sao đâu, ngốc quá. Em lo cho anh cho đến khi anh thành đạt, rồi lúc đó anh lo lại cho em, mà còn phải lo suốt đời luôn đó nha. Cảm ơn em nha. À, ăn cơm, ăn đi cơm, ăn cơm đi. À, quên nữa, ngày mai là sinh nhật của anh mà em phải bay show đi Hà Nội rồi. Lu đừng có buồn em nha. Không sao, công việc quan trọng hơn mà. Mình ăn cơm nha. Chỉ vì giờ anh đã mãi ra đi.
mình em chơi vơi, giờ lẽ em tuôn rơi, mà lòng anh chẳng thấy đâu người ơi. Giờ hạnh phúc đã vỡ tan về đâu, một mình em cô đơn bao đêm sau. Em bán sợi dây chuyền để mua laptop cho anh sao? Để mình sẽ quen nhau mà người ấy vẫn thấy đau càng đau. Lần sau cuối nước mắt em tự rơi, người ra đi không cho em một lời. Bỏ mình em chơi vơi, dọn lẽ em tuôn rơi, mà lòng anh chẳng thấy đau người hơn. Mình em cô đơn bao đêm sâu, chờ thời gian qua mau để mình sẽ quên nhau, mà người ấy vẫn thấy đau càng đau. Chờ thời gian qua mau để mình sẽ quên nhau, mà người ấy vẫn thấy đau càng đau.